Vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay, mùng 4 tháng 7, trên khu vực miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 12,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc, 119,5 đến 120,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày mùng 5 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 13 giờ ngày 6 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của dải áp thấp nối với vùng áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh dần lên nên từ ngày mai, mùng 5 tháng 7, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 đến 3,0 m. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 1.